Hơn về phương pháp điều trị căn bệnh này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những hình ảnh sau đây. Bệnh gan nhiễm mỡ hầu hết không phải là bệnh lý của gan mà chỉ là một triệu chứng do sự tích lũy mỡ quá nhiều tại gan mà thôi. Vì thế, điều trị bệnh gan nhiễm mỡ chủ yếu là điều trị các nguyên nhân cơ bản gây bệnh. Ngoài việc áp dụng một chế độ thuốc men để nhằm đào thải bớt sự lắng đọng mỡ quá mức trong cơ thể, cũng như để khống chế diễn tiến bất lợi của các bệnh lý cơ bản là nguyên nhân gây nhiễm mỡ gan. Ở góc độ dinh dưỡng, có thể tự giảm thiểu tình trạng lắng đọng mỡ ở gan qua chế độ ăn uống và phương pháp vận động. Nếu bị dư cân béo phì, áp dụng chế độ ăn hợp lý và chế độ tập luyện vận động để giảm cân. Giảm ăn thực phẩm giàu cholesterol như các loại đồ lòng, phủ tạng, da động vật, lòng đỏ trứng. Tăng cường lượng rau, trái cây. Đối với các bệnh lý gan có liên quan đến uống rượu thì phải ngưng uống rượu. Phương pháp vận động. Cần tăng vận động, tập thể dục thường xuyên trên 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày trong tuần. Bên cạnh đó, cần ngưng ngay những thuốc có khả năng gây độc cho gan và thay thế bằng những thuốc an toàn theo hướng dẫn của bác sĩ. Vâng, như bác sĩ vừa phân tích thì việc kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ thì phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân gây bệnh, như là nghiện rượu thì chúng ta nên bỏ rượu, và béo phì thì chúng ta phải giảm đi cái lượng ăn, còn tăng mỡ máu thì chúng ta phải điều chỉnh một cái chế độ sinh hoạt rất là hợp lý. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về cái phương pháp điều trị của căn bệnh này? Cái vấn đề là mình điều trị bệnh căn nguyên. Cái nguyên nhân gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ thì như chị đã nói rồi, đúng không? Khi mà béo phì thì ta tăng cường vận động thể lực và chúng ta ăn bớt đi, làm sao hạn chế được cái tình trạng thừa cân. Thế khi mà bị tiểu đường thì ta phải uống thuốc điều trị tiểu đường, kiểm soát cho nó tốt. Và đặc biệt đối với ở Việt Nam ấy, thì cái tình trạng mà uống rượu nhiều cũng rất là phổ biến, thì chúng ta nên hạn chế rượu và tốt.